Chào các bạn, đây là môn kỹ thuật lập trình mã sơ 1027. Phần này chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận về một topic khá là thú vị trong ngôn ngữ lập trình, đó là template. Mặc dù là không phải ngôn ngữ lập trình nào cũng cung cấp cho các bạn cái tính năng này, nhưng mà các bạn sẽ thấy rằng template là một trong những cái đặc trưng của C++ mà không phải ngôn ngữ nào cũng có được. Và nó cung cấp cho ngôn ngữ này cái tính uyển chuyển linh hoạt trong phát triển và cũng tạo ra cho nó một cái khả năng mở rộng rất là tốt ha. Thì tôi sẽ giải thích sơ qua cho các bạn, và trong các phần lên lớp chúng ta gặp nhau thì tôi sẽ demo kỹ hơn để cho các bạn thấy sức mạnh của template. Thì đầu tiên phải nói đó là template là cái gì đã. Thì như các bạn còn nhớ chúng ta làm từ đầu tới giờ, các bạn có thể tạo ra nhiều cái hàm khác nhau để cùng giải quyết một cái thao tác. Ví dụ, các bạn có thể có những cái hàm như là integer sum, integer, đúng không? Các bạn cũng có thể có những cái hàm như là float, sum, float, float. Như vậy thì những cái hàm mà bạn định nghĩa chồng như thế này, overloading function đó, thì các bạn sẽ thấy là ok, được thôi. Thí dụ như tôi muốn định nghĩa như vậy thì mỗi một cái kiểu dữ liệu khác nhau tôi phải có một cái hàm overloading cho cái kiểu dữ liệu đó. Điều đó sẽ trở nên bất tiện khi mà cái hàm xử lý của các bạn nó cần được mở rộng cho nhiều kiểu dữ liệu mới, thì lúc đó cái phần code mà các bạn phải viết thêm vào, copy, sửa chữa nó sẽ rất là nhiều. Đó là chưa kể những cái sai sót mà các bạn có thể tự mình tạo ra trong cái quá trình các bạn copy code và chỉnh sửa code. Thì đó là những cái yếu tố mà chúng ta không mong đợi. Vậy thì cái mà thực sự chúng ta cần là chúng ta kỳ vọng chúng ta có thể tạo ra được một cái hàm mà nó xử lý những cái thao tác đó với nhiều kiểu dữ liệu khác nhau. Như vậy thì các bạn sẽ nhớ tới một cái khái niệm mà chúng ta đã từng sử dụng, đó là macro, đúng không? Macro sẽ giúp ích cho các bạn khá nhiều trong xử lý tình huống này. Tức là các bạn có thể định nghĩa được một cái chuỗi những cái thao tác nào đó tương đối đơn giản thôi để xử lý cái bài toán của các bạn với cái kiểu dữ liệu là bất kỳ. Tuy nhiên sử dụng macro không an toàn, giống như tôi có demo cho các bạn coi khá nhiều lần và thông qua rất là nhiều cái ví dụ bài toán, thì chúng ta thấy là bạn sử dụng macro, bạn chỉ sử dụng những cái đơn giản thôi và các bạn không dùng nó cho mục đích như thế này. Được chưa? Cái mục đích này là hoàn toàn không phải là mục đích để bạn thiết kế macro. Chú ý dùm tôi cái ý đó. Như vậy thì nếu như chúng ta muốn tổng quát hóa những cái hàm có chung một cái mục đích sử dụng như nhau thì chúng ta sẽ dùng cái gì? Đó là trường hợp này chúng ta sẽ dùng template ha. Như vậy thì template là một cái phương tiện giúp cho các bạn có thể dễ dàng tạo ra được một nhóm những cái hàm mà có cái mối tương đồng tương quan với nhau. Nó chỉ khác nhau về mặt dữ liệu thôi ha. Thậm chí là các bạn có thể dùng template để các bạn thiết kế những cái class mà có những cái đặc điểm chung với nhau, đúng không nào? Như vậy thì cái khái niệm này nó giống như những cái mà các bạn hay dùng. Nếu như các bạn xài PowerPoint thì các bạn biết là các bạn hay lên mạng các bạn kiếm một cái template nào đó của người ta làm sẵn cho các bạn, thì cái template đó quy định là cái master slide phải như thế nào, rồi cái slide hình phải như thế nào, slide chữ phải như thế nào. Đó là template. Như vậy thì cái khái niệm đó khi các bạn áp dụng vô trong lập trình hướng đối tượng nghĩa là gì? Bạn tạo ra một cái khuôn, được không? Và cái khuôn đó lúc đó áp lên cho những cái kiểu dữ liệu khác nhau. Lúc này cái ruột các bạn có thể thay đổi ha. Cái ruột ở đây chính là cái giá trị, cái kiểu dữ liệu của cái class, của cái hàm đó. Như vậy ở đây chúng ta có thể tạo ra một cái function template, và chúng ta cũng có thể tạo ra một cái template function, được không? Như vậy thì
thông qua những cái ví dụ các bạn sẽ thấy cái sức mạnh của cái template này nó ghê gớm đến mức nào. Giống như hồi nãy tôi nói, các bạn có thể sử dụng overloading function theo kiểu này, nhưng mà rõ ràng các bạn không có uyển chuyển khi các bạn có một cái kiểu dữ liệu mới, ví dụ như, như là một cái structure chẳng hạn, thì bạn không làm được. Nhưng mà đối với template thì các bạn lại dễ dàng các bạn làm được chuyện đó ha. Vậy thì những cái bất lợi của cái function template này các bạn có thể thấy là nó overcome được những cái bất lợi của cái việc overloading function ha. Những cái vấn đề thí dụ như ở đây tôi chỉ cần định nghĩa một cái hàm thôi. Và cái hàm đó có thể nhận vào một kiểu dữ liệu t nào đó, đúng không? Tên hàm là add to number chưa, và nhận vào kiểu dữ liệu t. Nếu như mà tôi định nghĩa một cái hàm một cách tổng quát như thế này, thì khi tôi tạo ra một cái tôi sử dụng cái hàm này trên một kiểu dữ liệu mới, thì tôi sẽ sinh ra một cái hàm thực sự tương ứng với dữ liệu đó. Như vậy cái này nè, cái mà các bạn thấy nè, gọi là template, được chưa nè? Nó sẽ giúp các bạn giải quyết cái chuyện là các bạn có quá nhiều cái định nghĩa giống nhau của cùng một cái thủ tục, một cái hàm ha. Rồi như vậy thì để khai báo một cái template nó cũng tương đối đơn giản thôi, không có gì phức tạp. Các bạn nhìn lên đây, các bạn có thể thấy các bạn khai báo là bắt đầu bằng cái từ khóa template ha, theo sau là cái cặp đóng mở đóng đóng mặt nhọn này, nhỏ hơn lớn hơn ha. Cái này là bắt buộc. Bên trong cái này các bạn có thể khai báo một cái kiểu dữ liệu nào đó. Cái t này là bất kỳ ha, các bạn muốn nó là cái gì cũng được, tức là nó đại diện cho một cái thành phần nào đó, có thể là kiểu dữ liệu ha. Thì ở đây tôi dùng cái từ khóa là type name, nhưng mà nếu như các bạn đọc một số cái tài liệu hoặc một số sách á, thì họ dùng cái từ khóa là class, tức là họ viết như thế này: template class t ha. Thì cái này là yếu tố lịch sử thôi. Lúc trước thì người ta xài class t, nhưng mà dần dần qua nhiều thời gian người ta nói là ok, bạn bạn dùng class này thì nó bị confused, tại vì cái t này có thể là bất kỳ cái gì, nó có thể là những cái kiểu dữ liệu struct, hoặc là nó có thể là những cái gọi là kiểu dữ liệu cơ sở của ngôn ngữ, ví dụ như integer, float, vân vân, thì nó không hẳn là class. Như vậy bạn dùng từ khóa class thì nó hơi hơi không đúng, cho nên là người ta hay dùng cái type name hơn ha. Thì cái này không có gì hết, nó giống nhau thôi, các bạn thích dùng cái nào cũng được, cái hiệu quả là như nhau ha. Rồi như vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu bằng cái từ khóa template và cái đó, và theo sau là các bạn sẽ định nghĩa cái hàm. Như vậy cái hàm định nghĩa này chả khác gì một cái hàm bình thường, ngoại trừ cái việc là cái kiểu dữ liệu của các bạn bây giờ là cái kiểu T mà các bạn viết ở trong cái type name đó. Ok, như vậy đây là một cái cách để các bạn thiết kế một cái hàm xử lý tổng quát một cái tính năng nào đó. Và khi các bạn đi vào hiện thực thì các bạn cũng viết lại y chang như vậy, và các bạn hiện thực code của bạn trong đây. Được chưa nào? Rồi. Thì đó là cái template function. Như vậy cái khái niệm template này cũng được áp dụng cho class, tức là hình dung là các bạn có một cái class mà trong đó nó chứa dữ liệu kiểu integer, nhưng mà bạn cũng muốn tạo ra một cái class khác cũng y chang như vậy, nhưng mà nó thay vì nó quản lý integer thì bây giờ nó quản lý float, nó quản lý double ha. Thì lúc đó các bạn sẽ dùng cái template class thì y chang như vậy. Ở đây các bạn viết template. Chỗ này các bạn thấy tôi xài class t, tôi vẫn có thể dùng type name thì không vấn đề gì hết, hai cái đó là như nhau ha, cho nên các bạn đừng có confuse, hai cái chuyện này rất là bình thường, không có gì đặc biệt, được chưa nào? Rồi như vậy ở đây các bạn khai báo lớp như vậy, thì lúc mà các bạn muốn khai báo một cái lớp cụ thể thì các bạn sẽ viết như sau: viết cái tên lớp, rồi đóng mở ngoặc, các bạn để cái kiểu dữ liệu mà các bạn muốn vô trong đây và khai báo biến. Như vậy mọi thứ nó diễn ra bình thường, ngoại trừ cái chuyện là bạn đặt nó vô đây.
Thì thí dụ ở đây cho tôi coi, khai báo một cái club là lớp stack, nhưng mà dữ liệu bên trong cái stack đó là dữ liệu double. Ok, rồi thì đó là cái cách các bạn khai báo và sử dụng cái template class và template function. Chi tiết tôi sẽ demo cho các bạn và giải thích kỹ hơn cho các bạn khi chúng ta lên lớp, được không nào? Rồi, ngoài ra các bạn sẽ thấy là cái phần định nghĩa và template của các bạn nó còn nhiều hơn là khai báo tổng quát kiểu nữa, mà thật ra là các bạn có thể nhúng vào trong cái định nghĩa template một số cái thành phần, bao gồm cả những cái biến hằng ha. Ví dụ như trong trường hợp này các bạn có thể thấy ở đây là tôi nhúng một cái hằng số integer 100 vào trong cái này ha, và tôi sẽ khởi tạo ra một cái class đó chứa tối đa 100 cái giá trị double. Ok, ý tưởng là như vậy ha. Vậy thì các bạn sẽ thấy là cái element này thực ra nó là một cái hằng khi mà bạn truyền vào, do đó là bạn có quyền khai báo một cái array có kiểu là t một cách tĩnh như thế này. Cái này là array tĩnh ha, cái stack holder này là cái array tĩnh. Thì cái này để nhắc cho các bạn nhớ là gì, là thực ra là chúng ta khai báo tĩnh thì cái giá trị số phần tử mà chúng ta khai báo là tĩnh luôn, đúng không? Như vậy trong trường hợp này là hằng. Như vậy các bạn sẽ thấy là ở đây chúng ta có một số cái lưu ý ha. Stack double 100 và stack double 10. Hai cái này là hai cái class dữ liệu khác nhau, được chưa nào? Rất là khác nhau luôn, cho nên là gán kiểu cộng trừ vân vân không thực hiện được. Cho nên các bạn hãy cẩn thận để hiểu cho đúng cái template nó cung cấp cho các bạn định nghĩa như vậy, thì khi các bạn sử dụng bạn phải hiểu là kiểu của nó là kiểu gì, kiểu này khác với kiểu này, được chưa? Hãy nhớ cho kỹ như đó. Rồi, ngoài ra chúng ta có cái khái niệm về kế thừa. Như vậy cái template của các bạn cũng có thể dùng trong kế thừa. Bạn có thể kế thừa một cái class template luôn, tức là trước đó cái class A là một cái template class, thì bạn cũng có thể tạo ra một cái lớp con kế thừa từ cái template class đó, không có vấn đề gì hết, mọi thứ đều bình thường y chang như cái class, ngoại trừ cái chuyện là bây giờ các bạn có một cái kiểu dữ liệu mà các bạn đặt tả một cách rất là trừu tượng abstract ở trong ha. Những cái khái niệm về hàm bảng, lớp bảng mà chúng ta nói lúc trước á, thì bây giờ nó cũng áp dụng trong template luôn. Như vậy ở đây chỉ cần các bạn xác định rõ là bạn của ai, được chưa? Bạn của ai là được. Như vậy giống như trường hợp này, trong cái template class các bạn cũng có thể khai báo một cái hàm là bạn của cái template class đó, chuyện đó là chuyện bình thường, được không? Này không có vấn đề gì hả. Và đương nhiên cái hàm của các bạn cũng có thể là một cái hàm template luôn hả? Hàm bạn của các bạn cũng có thể là một hàm template luôn. Vậy rất là linh hoạt. Còn cụ thể như thế nào thì các bạn phải xem tình huống trong những buổi lên lớp, khi mà các bạn đặt câu hỏi tôi sẽ giải thích kỹ hơn cho các bạn về cái này. Tại vì những cái phần này khi các bạn làm nhiều, các bạn sẽ có được cái cảm nhận đúng về cái cách sử dụng template, mặc dù về khái niệm concept thì nó rất là đơn giản, một cách để tổng quát hóa code của các bạn thôi, được chưa nào? Rồi, thì ở trong trường hợp này các bạn thấy một cái ví dụ khác, chúng ta có một cái hàm F4 này là một cái hàm bạn của cái class, được không? Như vậy thì nó là bạn của class nào vậy? Nó là bạn của một cái class tổng quát luôn là ST. Như vậy một cái hàm template của các bạn là một cái hàm F4, là hàm bên trong của cái class template, thì nó là bạn của cái class export này. Đó, hai cái này nó phải khớp với nhau, được không nào? Hơi khó để cho các bạn hình dung cho tới khi mà tôi viết code cho các bạn coi cái này, cho nên các bạn hãy chú ý khi chúng ta lên lớp ha, tôi sẽ nói kỹ hơn cái này trên lớp. Ngoài ra thì
lớp bạn cũng y chang như vậy, các bạn có thể khai báo một lớp là lớp bạn, và các bạn cũng có thể khai báo một cái lớp template là lớp bạn luôn, cũng được luôn. Ví dụ như trong trường hợp này thì bạn khai báo cái lớp hiện tại là bạn của một cái lớp tên là Z, mà cái lớp Z đó là một lớp template. Rồi. Ok. Phần cuối cùng chúng ta sẽ nói ở đây đó là cái khái niệm về template và những cái thành phần tỉnh ở trong class. Thì các bạn thấy ở đây á, là một cái lớp bình thường á, thì thành phần dữ liệu tỉnh nó sẽ được chia sẻ giữa những cái đối tượng với nhau, hay nói cách khác là cái thành phần dữ liệu tỉnh của các bạn và cái thành phần hàm tỉnh á, nó sẽ thuộc về lớp, đúng không? Nó được chia sẻ giữa các cái thành phần. Như vậy thì đối với template class thì như thế nào? Mỗi cái class riêng, tức là mỗi một cái hiện thực của cái class riêng á, sẽ có một cái static data riêng, đúng không? Thì cái này nó không có gì đặc biệt hết. Giống như các bạn có một cái matrix integer và một cái matrix float. Như vậy thì cái thành phần static, thí dụ như tôi đếm số lượng ma trận đi, tôi đếm n là một cái static member của cái template class matrix T. Như vậy thì cái số ma trận, cái thành phần n đó chia sẻ giữa những cái đối tượng của matrix integer. Nhưng mà khi các bạn truy xuất những cái đối tượng của matrix float đó, thì bạn lại có một cái thành phần dữ liệu riêng, nó hoàn toàn không dính dáng gì với bên integer kia hết. Tại vì cơ bản là matrix integer và matrix class là hai class khác nhau. Nhưng mà hiểu đơn giản là template nó giúp cho các bạn định nghĩa một cách tổng quát cái class, nhưng mà tới khúc bạn dùng thực sự á, thì các bạn sẽ thấy là trình biên dịch dịch ra cho bạn một cái lớp hiện thực cụ thể luôn. Như vậy bạn có matrix integer là một cái class độc lập, như vậy nó sẽ chia sẻ một cái thành phần dữ liệu tỉnh độc lập. Rồi, như vậy thì cái khái niệm static member ở đây nó không có gì đặc biệt khi các bạn sử dụng template, gần như mọi thứ là như nhau. Như vậy tổng kết lại ở đây là gì? Khi các bạn nhìn vào template, các bạn sẽ thấy template là một cái công cụ khá là linh hoạt, giúp cho các bạn tổng quát hóa được cái việc hiện thực các cái class cũng như các cái function mà chúng ta có trong chương trình. Và bởi vì nó linh hoạt như vậy cho nên cái lượng code mà các bạn thực sự phải viết á, nó ít hơn, nhưng mà bạn lại có thể dùng nó ở nhiều chỗ khác nhau và linh hoạt ha. Cho nên đây là một trong những cái khái niệm mà tôi nghĩ là các bạn sẽ cần để sử dụng rất là dài, và bản thân cá nhân tôi xài template gần như trong mọi chỗ. Và đến những môn sau như bạn học về cấu trúc dữ liệu thì khi mà tôi dạy các bạn cấu trúc dữ liệu là tôi dùng template từ đầu tới cuối. Thì các bạn sẽ hiểu cái nguyên nhân tại sao tôi dùng template từ đầu tới cuối ha. Rồi, chúng ta nói đủ về template rồi ha. Vậy thì tôi muốn các bạn đặt ra những cái câu hỏi trong đầu về template và thử thực tập ở nhà về template để xem các bạn có thể va chạm với những tình huống cụ thể nào trong thực tế khi bạn sử dụng template, được không? Và tôi sẽ trả lời tất cả những thắc mắc của các bạn trên lớp. Ok.